không? Lấy cả mua luôn. Vui quá. Kéo Ninh lên. Vừa được kéo lên vừa được ăn cặng. Kéo Ninh lên. Đúng rồi, bọn con kéo ông từ nhà ra đến đây bọn con mệt quá. Đúng rồi, ông ơi, con sắp rất cả hơi đấy ông ơi. Có một việc kéo ông mà cũng cao thẩm. Kéo, vui quá. Cái gì? Ôi ông ơi, hay là ông kéo con đi xem con thấy cảm giác sung sướng của ông như thế nào. Ông mà phải kéo mày á? Con kéo ông từ lại giờ, ông không kéo con một tí à. Cái mắt cao bé tí này, ông ngồi lên rất hết cả quần áo đấy. Thôi, ông với con kéo em gái đi không là nặng lắm. Con làm sao mà kéo được? Đúng rồi đấy ông. Thôi được rồi, gây, một xuống đây. Cầm luôn cả bóng đi, để ông kéo. Yeah. Đúng là tí nhớ. Kéo ông về nhá. Ông kéo từ từ ông ơi. Cái này mới vui chứ. Nặng thế nhở? Rồi, bắt cho đợi ông kéo này. Ôi, con nghỉ tí. Ôi, con này béo thế. Ông nỗ mệt. Đâu, con kéo con luôn còn chưa vào. Thế là sao mà không kéo được ông? Thằng Bơm à? Lâu ngày ông không gặp nó, ông quên mất. Này Sên ơi, mà nó ăn cái gì kìa? Hình như nó ăn kẹo huba huba đây ông. Vâng đúng rồi. Kẹo huba ở đâu đấy chị? Kìa kìa. Nhưng mình giữ cho ông đi, mới vào tay. Ông ăn hết rồi. Chúng mày và Sên có phải kẹo huba huba không? Ông ơi, nhưng mà Sên thôi á. Tại để ông được kẹo thì nó cũng được. Kẹo đấy ông mua mà ăn đi, ông đổi làm gì? Mà nghĩ ông nhiều tiền á? Mua mì phí tiền. Thôi, để ông ra ông gạ đổi cho bạn. Đi. Vâng, mà ăn cái gì ấy? Ông ơi, thằng này không trả lời ông mà con lấy kẹo nó ăn luôn chứ. Thế là thằng này không biết nói nhở? Nhưng mà mọi khi con thấy nó nói nhiều lắm mà. Wow. Nó trước ông nhớ không thế. Bơm, ông nổi cho mày cái này, lấy cái này, được không? Không á. Thằng này chơi hết được không nhỉ? Ông này, ôi ông nổi không? Ba cái mà. Ông ơi, chắc bơm nó không thích kẹo mút. Hay là nó không thích ăn kẹo này. Thì ông lấy kẹo khác. Này, có một kẹo coca này, có thích ngon luôn, đúng không? Đúng rồi, đổi đi. Thằng này hình như không thích kẹo không ạ? Áo ơi, hai ông đổi bám chân nó đi. Được. Cảm ơn ông. Này ông ơi. Này Bơm, ông đổi với mày này, đổi không? 5 quả bóng đấy. 5 quả bóng mà, 3 màu xanh, 2 màu hồng. Đổi. Ông ơi, hai ông còn cái gì không? Lôi ra cho nó xem. À, ông còn một quả bóng. Chúc mừng năm mới, hơi bị to luôn. Đây này. To chưa? Thổi lên, to gấp 3 cái này đấy. Thích rồi đúng không? Đấy, chả thích rồi. Mà ông phải kiểm tra xem còn kẹo chứ. Đổi. Ôi, kiểm tra đi. Kiểm tra cho ông. Ui, còn nhiều, còn nguyên luôn. Được. Ông ơi, ông, hình như là hộp rổ đấy này. Ông hỏi nó xem còn thằng nào mới không? Còn hộp nữa không? Còn hôm nào mới không? Đúng không? Hay ông sửa túi nó xem.
Con không? Con đâu? Con đâu không? Ơ, con này, con này. Ui, nó xanh. Ơ, chưa đâu, chưa. Chưa bóc luôn, chưa bóc. Wow, wow. Đổi, đổi, đổi. Ông ơi, ông. Hay là ông giả nó hồng hồng này đi. Ờ. Đây, trả đây. Trả luôn cả bóng này, cầm đây, cầm đây. Ơ. Thôi ông ơi, đi về đi. Rồi, ăn kẹo luôn. Ờ, đúng rồi, đi, đi. Kẹo, kẹo cho ông.